Thưa quý vị, một học sinh lớp 4 mang niềm vui và tự hào về cho ngôi trường mang tên nguyên Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Định. Chỉ qua 800.000 thí sinh, em Phạm Võ Thủy Ngọc đã mang niềm vinh dự về cho trường khi được vinh danh là Trạng nguyên Chiến dịch toàn quốc. Đến lớp sau 2 ngày được vinh danh là Trạng nguyên Chiến dịch toàn quốc năm học 2022-2023 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc, em Phạm Võ Thủy Ngọc không giấu được cảm xúc và niềm vui vì thành tích vừa đạt được. Để đạt giải trạng nguyên thì con cũng cần phải cố gắng rất là nhiều. Và ở nhà con cũng tự học và con cũng cảm ơn các thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là cô hiệu trưởng, và cũng cảm ơn ba mẹ đã tạo động lực cho con học. Trước hết là như vậy, và con cũng có tự cố gắng, có sự cố gắng của mình. Và tại con thấy cũng cuộc thi cũng rất là thú vị và vui. Và môn học cũng rất là cuốn hút con, cho nên con sẽ cố gắng thi để làm cho cô giáo và ba mẹ tự hào, hãnh diện về mình. Cảm xúc lúc đó rất là khó tả được. Nó vừa hồi hộp mà nó cũng vừa vui nữa, vì nó được vinh danh trên một cuộc thi với quy mô quốc gia, mà cũng được vinh danh với các, cũng được so sánh với các bạn đối thủ nặng ký từ các miền khác nhau, từ các tỉnh khác nhau, nên con cảm thấy cũng rất là vui. Cuộc thi Định năm nay có chủ đề hướng về cội nguồn, với cấu trúc đề gồm hai phần dành cho học sinh lớp 4 và lớp 5. Trong đó phần 1 là bài thi tự luận, phần 2 là bài thi trên hệ thống máy tính với hệ thống kiến thức không quá tuần 30. Các em là những thí sinh xuất sắc được tuyển chọn trong số hơn 800.000 thí sinh trạng nguyên Chiến dịch năm nay. Đây là số lượng thí sinh tham gia cao kỷ lục trong vòng 8 năm qua kể từ khi sân chơi trạng nguyên Chiến dịch đi vào hoạt động. Đây cũng là lần đầu tiên học sinh của trường Nguyễn Thị Định đạt giải sau khi trường thành lập. Là người thay mặt gia đình đưa em Thủy Ngọc đi nhận giải cũng rất xúc động và rất đỗi tự hào khi trường có học sinh giỏi đạt cao nhất cuộc thi. Các cô giáo cũng quan tâm để mà rèn luyện cho các em, rồi một mặt thì các em cũng tự học để mà có những cái kiến thức phong phú thì mới tham gia được cái sân chơi này. Cái nhiệm vụ của trường là cũng sẽ tuyên dương, khích lệ bé, động viên bé, rồi đồng thời là tuyên dương giới thiệu đến cả trường về cái gương điển hình này để cho các bạn học sinh thấy được cái niềm vinh dự, tự hào khi mà mình được cái những cái thành tích như vậy. Thứ nhất là đem lại cái thành tích cho bản thân, cho cá nhân, rồi ngoài ra đem thành tích về cho lớp, cho trường và kể cả cho địa phương, cho tỉnh mình nữa. Siêng năng, lễ phép, chăm chỉ học tập, hòa đồng với bạn bè là nhận xét của bạn bè và thầy cô đối với em Phạm Võ Thủy Ngọc, nhất là tính tự học của em rất cao. Về cái tinh thần tự học ấy, thì bé có tinh thần tự học rất là cao, luôn chủ động, tích cực trong học tập. Có nghĩa là những cái bài tập cô giao hoặc những bài tập trên lớp thì bé làm rất là nhanh. Rồi về các phong trào thi đua do là trường, phòng giáo dục, sở giáo dục phát động thì bé tham gia tất cả phong trào và đạt kết quả rất là cao. Ngoài thí sinh Phạm Võ Thủy Ngọc đạt giải trạng nguyên Chiến dịch khối 4, tỉnh Bạc Liêu còn đạt thêm 3 giải 3 và 1 giải khuyến khích. Sắp tới trường sẽ tổ chức buổi vinh danh và lan tỏa niềm vui chung đến học sinh trong trường nhằm khuyến khích động viên các em càng nâng cao nhiều hơn nữa tinh thần ham học và tự rèn luyện khi còn ở bậc tiểu học.